Vâng, thì có một cái chủ đề mà em rất là mong muốn chia sẻ, và em cũng có chị Hà Phi thì cũng có hai đứa con đi du học ở đây rồi đúng không ạ? Một 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 bạn là học ở Anh đúng không chị, một bạn học Một ở bạn học ở Anh, một bạn học ở Úc. Úc. Vâng, thì cũng là vừa vai trò là phụ huynh có con đi du học nước ngoài, còn em với Rosie là mặc dù là các chị hai chị em bây giờ cũng là lĩnh vực là đã đi làm rồi, nhưng mà đối với em thì cái một cái em rất là mong muốn chia sẻ là du học nó mang lại rất là nhiều thứ, cái giá trị nó mang lại. Thì Rosie có thể chia sẻ là qua hơn 10 năm thì em thấy du học nó mang lại những gì? Tại vì có thể rất là nhiều phụ huynh lăn tăn là có cho con lên đi du học hay không, đúng không ạ? Đấy thì có cái nhìn của phụ huynh ở đây luôn. Thì em nghĩ là nếu mà cho em quay trở lại, em nghĩ là em có sẽ lên đi du học hay không, hay là em ở ở lại Việt Nam, và nó giúp em những gì? Ra là nếu như mà cho em quay lại và hỏi em có đi du học hay không thì chắc chắn câu trả lời là có. Câu trả lời ở đây không phải là do bây giờ em có công việc ổn định đang học tốt này nọ, không phải. Thật ra là ở Việt Nam học mọi người vẫn học được thôi, và ở Việt Nam cái ngành giáo dục cũng rất là tốt. Mỗi một gọi là ngành giáo dục của mỗi nước nó có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Ở Việt Nam mình mọi người không thể phủ nhận là mình rất là mạnh về việc học, và mình học rất là khó và rất là nặng, và các học sinh đã được rèn luyện gọi là một cái tinh thần thép để học, và chắc chắn không có một học sinh bên nước này có thể hiểu được cái cảm giác, ngoại trừ những học sinh đó gọi là vào Cambridge Sure. Oxford thôi. Mình gọi là tinh Sure. thần thép rồi, và thật ra là gọi là một điều tự hào luôn. Các giáo sư ở các trường đại học hàng đầu bên Anh, ở Leeds, ở Bath, họ rất thích sinh viên Việt Nam. Thậm chí là các khi Chăm mà những chỉ. học sinh tiến sĩ, họ vẫn nói với em là họ rất thích sinh viên Việt Nam. Bởi vì sao? Rất chăm, không chỉ có Chăm chăm chỉ. mà cũng rất là có tư duy riêng của mình, rất là độc lập, rất là có tư duy. Và cái thật ra cái sự độc lập, cái sự chăm chỉ đó là mình lấy từ đâu? Mình lấy từ Việt Nam ra thôi đó. Nên thật ra là nếu cho em quay lại em vẫn sẽ đi vào lúc trẻ như vậy, bởi vì khi mà em học hết năm lớp 9 ở Việt Nam, học hết năm lớp 10 ở Việt Nam, là cái kiến thức mà em kiến thức cách học ở Việt Nam, cái tinh thần thép đó em đã có đủ rồi. Và em qua bên Anh em rèn luyện thêm được cái gì, tức là em dùng cái tinh thần thép mà em có được ở Việt Nam và những cái kiến thức là rất vững mà ở Việt Nam em đã học được, em đem qua đây em được dạy thêm gọi là critical thinking, gọi là cái tư duy phản biện. Và thật sự là cái học sinh Việt Nam mình thiếu là cái tư duy phản biện, và mình cái tư duy phản biện nó không phải sinh ra là có, gọi là những bạn gọi là may mắn, gọi là sinh ra là có sẵn là gọi là may mắn, còn phần lớn là tư duy phản biện là phải được học, và cái tư duy phản biện đó em học được ở bên nước ngoài. Không phải Việt Nam mình không dạy tư duy phản biện đâu, cái lý do là mình không có chỗ, không có thời gian cho tư duy phản biện được phát huy, bởi vì ở Việt Nam mình học quá nặng, gọi là dồn ép luôn, tức là Đúng học rồi. liên tục, học rất Đúng nhiều, rồi. quá nhiều topic mà mình học cái kiến thức nào là dồn nhiều, dồn nặng và học rất khó vào cái topic đó. Không phải là kiểu học trên trên bề mặt, nhưng mà học rất sâu, học rất khó. Thì khi mình Đúng học rồi. như vậy á, mình cứ liên tục mình làm bài tập, mình làm bài tập, mình làm bài tập đến mức mà mình nhớ lúc nào mình không hay luôn. Cái mới giải hình học không gian á, giờ em nhìn lại cái hình mà em không biết làm sao hồi xưa mình nhìn thấy cái gì nữa, nhưng mà khi mà mình cứ phải làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập liên tục tự nhiên mình nhớ luôn. Thì khi một phần nào đó cái cách mình học ở Việt Nam á là mình dồn quá và mình không có thời gian để mình ngẫm lại, để mình nghiệm lại, để mình hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau. Bởi khi mà mình vừa mới học nhào nào đó là mình phải học sâu vào luôn. Mà học sâu vào ở đây không nghĩa là học nhìn được nhiều khía cạnh, mà mình phải giải được cái bài tập thầy cô giáo cho, mà mình cứ phải rèn luyện nhiều, nó dồn quá. Còn qua bên đây á, 2 năm đầu tiên học A-level mình học chuyên sâu luôn. Ở Việt Nam em nhớ là em học 13 môn, và bây giờ em chả nhớ gì về những môn lịch sử địa lý thì nó em trả lại hết. Đó, em nói thật là do em phải nhớ quá nhiều, mà cái tắc tính của em á, là phải hiểu mới nhớ, mà chỉ nhớ thôi là em sẽ quên. Nên khi qua bên đây á, học đến A level là chọn 4 môn thôi, mình chuyên sâu vào 4 môn đó luôn.
và họ học theo một cái tốc độ rất là chậm. Nên nhiều khi học sinh Việt Nam qua đây sẽ nói trời ơi sao mà học cái gì mà rì vậy, học cái gì mà dễ vậy. Nhưng mà thay vì mình tự cao hay là thay vì mình tỉ lại là nó quá dễ, thì hãy dùng cái thời gian đó để đặt nhiều hơn những thứ xung quanh về cái mình học. Thực ra nó làm dễ như vậy không phải là để cho mình nghỉ ngơi hay là do học sinh nó quá dở đâu. Nhưng mà để khi mình học chậm mà chắc, mình học chậm mình đặt nhiều phần chắc về cái mảng đó luôn. Và em chú ý một điều là ví dụ như khi em học A-level môn toán, Việt Nam mình giỏi lắm. Tại vì khi mà học A-level là những cái topic đó mình học hết ở Việt Nam học rất khó so với bên Tây. Thì những học sinh Việt Nam thì đa số rất là active, lúc nào cũng giơ tay trả lời, lúc nào cũng nói. Nhưng mà khi đến những cái ví dụ như là vẽ hình, tức là khi mà nhìn vô một cái công thức và kêu mình vẽ hình ra, Việt Nam mình rất yếu. Tức là mình hình tượng, tức là cái cách visualize của mình đó, nó rất là yếu. Mình chỉ kiểu công thức rồi kiểu làm máy móc thì khá là nhanh mà, và khá là tốt. Nhưng mà khi mà đến cái visualize, mà cách, thật ra visualize là cách để mình nhớ nhiều nhất, không phải là mình học thuộc đâu. Cái gì mà mình hình tượng ra được mình sẽ nhớ rất là lâu. Và những lúc mà học sinh Việt Nam mình không trả lời được thì sẽ là lúc học sinh nước Tây người ta trả lời. Nên mình phải nhìn lại, tức là mình phải lúc nào phải nhìn lại bản thân mình, chứ đừng nghĩ là người ta im là người ta không biết, chỉ là người ta không muốn nói thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nước ngoài người ta học rất là chắc, cái tư duy phản biện người ta rất là mạnh. Nên mình dùng cái A-level đó, mình học chuyên sâu 4 môn, hay là thật ra nếu mà mình đến lúc GCSE cũng rất là tốt. Tại mình cũng chỉ chuyên, hình như học 6 môn thôi thì phải, 6 đến 8 môn GCSE, tức là một cấp trước A-level. Thì thật ra là mình qua đây, mình học chuyên sâu, mình học chuyên thì mình sẽ giỏi về cái mình sẽ học hơn. Và nên một, với lại một cái nữa là mọi người cũng đừng có sợ là cách chọn môn. Thật ra lúc đó em không biết là phải học môn gì, lỡ học môn này rồi em không thích thì sao, không sao cả. Tại cái vấn đề khi mà mình vào đại học á, chứ không phải là mình chọn economics mà mình không qua được những cái môn science đâu. Người ta sẽ nhìn cái skill của mình, cái mà mình của mình và mình có khả năng để học cái môn đó hay không, người ta vẫn sẽ xét những cái vấn đề khác, chứ không phải chọn accounting economics là bắt buộc phải vô finance rút hết đâu. Nên mọi người cứ thoải mái học, nhiều khi mình không thích thì mình lên đại học mình vẫn còn cơ hội để mình thay đổi. Nên có thể học chuyên sâu vào A level cũng sẽ là một cái để mình chuẩn bị trước và xem mình có phù hợp với cái ngành đó hay không đó. Còn về mặt nhìn trước thì cũng phải nhìn sau một chút, thì nhiều giáo gọi là nhiều phụ huynh thì cũng không muốn cho con đi học nhỏ tuổi bởi vì họ sợ là con nhỏ quá không biết có học hư hay không. Thật ra nếu như mà mình cho con vào một cái môi trường tốt và có người kèm cặp, rồi là không kèm sát, tức là con cũng có một cái không gian để phát triển độc lập, cái cuộc sống độc lập bên đây, nhưng mà cũng có người theo để xem con bước như thế nào, là một cách để mình xem là con có đi đúng hướng hay không. Như hồi xưa là em ở với host family, là cũng ở 2 năm, là đến giờ vẫn nói chuyện, vẫn thân, rất là thân với host. Thì đó là một cái môi trường, là cái môi trường mà host có tốt hay không là để cho mình phát triển lên. Thì cái đó là về, không còn về học tập nữa, mà cái đó là về khía cạnh của cuộc sống khác rồi. Mọi người có đi lạc hướng hay không còn phụ thuộc rất là nhiều khía cạnh. Thì có thể đó là một cái rõ rủi ro chắc chắn thôi, nhưng mà nếu mà mình là phụ huynh có thể kèm cặp con một chút và có thể bỏ ra một chút thời gian để theo con xem mọi thứ tiến triển như thế nào, thì có thể sẽ giảm thiểu được cái rủi ro đó. Và khi mà mình học A level rồi thì mình sẽ quen được với cách học bên đây, tiếng Anh của mình cũng tốt hơn để mình chuẩn bị vào anh được, để mình chuẩn bị vào đại học. Còn nếu mà mình trong đại học thì chắc chắn năm đầu tiên mình sẽ hơi bị gọi là bị sốc môi trường một chút. Nhưng mà một điều tốt nữa là năm nhất không lấy điểm, coi như là năm thử nghiệm luôn. Nhưng mà cho các em mà vào thẳng thạc sĩ sẽ là một cái năm rất là khó. Nếu như mà hoàn toàn không học thạc sĩ ở đây mà trong thẳng vào thạc sĩ ở bên Anh thì chắc chắn thứ nhất là sẽ bị vấn đề rào cản tiếng Anh, rồi cái tư duy phản biện lúc đó mình có tốt hay chưa,
tại nhiều bạn ở Việt Nam học rất giỏi, tại vì em cũng học chung master đi thẳng từ Việt Nam qua á, mấy bạn đến từ cái trường là giỏi nhất Hà Nội với mức tên rồi, mà mấy bạn đó là trường đó là giỏi nhất, nhiều trường giỏi lắm, không phải mấy bạn nói trường giỏi nhất, trường giỏi nhất nên em nghĩ là phải là trường chuyên mà phải là trường giỏi lắm. Đúng rồi. Ở Hà Nội thì mấy bạn qua đây học thạc sĩ, nhưng mà lúc mà kiểm tra thì rất là thất vọng. Thất vọng là không hiểu tại sao làm tốt, làm như vậy hay là làm rất là tốt, bỏ rất là nhiều thời gian, không biết tại sao điểm lại thấp như vậy. Thì cái vấn đề ở đây em nghĩ nó vẫn nằm ở tư duy phản biện thôi. Chứ mình phải có cái tư duy phản biện, có cách viết, có ngôn ngữ tốt thì mình mới lấy được điểm cao. Nè, và cái quan trọng nhất là cái tâm lý nữa, em quay lại cái vấn đề hồi nãy là khi mà mình cảm thấy mình giỏi cái gì mình sẽ tự tin hơn và mình sẽ thích học hơn, và đó là cái đà đẩy mình lên. Còn khi mà mình học trong một môi trường mà mình theo không kịp, thấy ai cũng điểm cao mà mình theo không kịp, mà mình bị phục phía sau về một vấn đề nào đó, tự nhiên mình sẽ cảm thấy tự tin, mình không muốn học nữa, cái đó lại là cái đó. Nên nếu cho em chọn lại thì em vẫn chọn không quá sớm, có thể là khoảng 15 tuổi, 15, 14, 15 tuổi thì em có thể qua. Qua bên đây thì em sẽ bắt đầu học. Thì em nghĩ là khá là tốt. Quá hay. Dưới góc nhìn của một phụ huynh ấy, thì mình hoàn toàn mình đồng ý cái quan điểm với lại cô giáo. Bởi vì trên thực tế, với lại thứ hai nữa, bây giờ mọi cái sự thay đổi nữa rồi. Cái ngày xưa thì mọi thứ nó khó khăn. Với lại bây giờ thì mọi thứ cái giao diện internet nó rất là quá mạnh như thế này. Nhưng mà thật sự một đứa trẻ không thể vững vàng được. Bởi vì hiện tại bây giờ mình một cái tin vui rất nho nhỏ nhé, sau giãn cách rồi các con quay trở lại trường, thì mình thấy rằng là học sinh lớp 1 chuẩn bị có sách giáo khoa mới. Mình cũng hy vọng rằng là đối với lại một cái cải cách mới, một cái tầm nhìn mới của cái chính phủ của cái đất nước của mình. Đương nhiên đất nước của mình không có chê trách điều gì cả. Mình cũng phải hoàn toàn mình hoan hỷ trên một cái nền tảng mà chúng ta đi lên từ trong nghèo khó, rồi trong chiến tranh, rồi trong tất cả mọi chuyện mà chúng ta được như thế này. Và chúng ta có thế hệ của mình trước, rồi đến thế hệ của các bạn trẻ sau này nữa, rồi nhất là thế hệ của các bạn hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài nữa. Và bản thân mình thì bây giờ cũng là một người đang sống ở nước ngoài nữa. Thì tất cả những sự chọn lựa đấy thì mình không có một cái điều kiện gì để mà mình nói về đất nước của mình cả. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là trong sắp tới tương lai, ở Anh cũng thế, ở Úc cũng thế, cái giáo dục đào tạo họ đưa về tới các cái nước bản địa rất là nhiều. Đấy cũng là một cái sự mong mỏi để cho cái học sinh sinh viên của Việt Nam được phát triển. Thế thì họ vẫn đề cố thành ấy, về cái những cái cơ bản những cái năm đầu tiên ấy, thì họ vẫn nên, các con vẫn cần phải sống với gia đình, bởi vì đến những cái năm nền tảng để cho các con đi. Nhưng mà bắt đầu đến cái đoạn thì bây giờ mình thấy nó cái sự giao lưu giữa các không cần phải du học, nhưng mà các cái kỳ ấy, tức là khi mà nó có một cái liên doanh liên kết mà mình nghĩ là sau này là các nước họ sẽ giao lưu với nhau như thế này, các cái trường họ sẽ liên doanh liên kết với lại các nước với nhau luôn, thì nó sẽ có những kỳ học. Ví dụ như là sinh viên thì bây giờ trường học thì vẫn đang là xây dựng rồi, nhiều năm rồi, các cái campus thì nó cũng đã sẵn sàng rồi, thì bây giờ họ mới giao diện với nhau bằng các cái kỳ học, thì là một khóa, một cái term chẳng hạn sẽ học ở đâu đó ở các nước trong vòng bao nhiêu tháng đấy để nâng cao lên. Thì tất cả những cái vấn đề mà rào cản của mà chúng ta ở thế hệ mình, thế hệ các bạn đã từng trải qua, nó sẽ được xóa. Thật sự là như vậy, và những cái du học như vậy nó tuyệt vời lắm. Bởi vì các bạn vẫn, dù sao đi chăng nữa thì mình phải không phải thừa nhận một điều rằng là cái sự tự tin, cái sự bản lĩnh, hoặc là cái sự phản biện, hoặc là cái vệ độ sâu sắc ấy, thì các bạn ở nước ngoài các bạn có hẳn hơn mình một bậc. Nhưng mà cũng không hiểu là có phải do cái hệ sinh thái ở bên này không, nhưng mà mình thấy rằng các bạn ấy không có theo kiểu châu Á mình lắm. Các bạn ấy rất là khiêm hạ, các bạn rất nhẹ nhàng, biết thì không biết các bạn không có nói đâu, các bạn chỉ mỉm cười thôi, tức là người ta rất là tôn trọng cái người bên kia. Nhưng mà cái này thì nó hơi khó ở trong Việt Nam mình một tí, về các bạn nào mà dài dòi một tí thì các bạn cũng hơi đấy, nó cũng, và cái đấy nó thể hiện rất là rõ lắm ý. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là khi mà mọi người, các thế hệ sau này họ được giao diện, họ được đi ra ngoài, họ được giao tiếp, bởi vì khi mà họ sống ở một cái hệ sinh thái mới, họ phải nhìn thì họ tự nhiên họ cũng cái bản thân cái sự tương giao đối với họ nó cũng được thay đổi. Thì đấy, mình nghĩ rằng là mọi thứ nó cũng vẫn sẽ trở lên tốt. Thì có điều mình chuẩn bị cái tốt đấy như thế nào trên mọi phương diện, từ mọi thế hệ, ở thế hệ mình sang thế hệ các bạn, rồi thế hệ kế tiếp nhỏ,
Đấy thế thôi. Đó là một sự thay đổi mới hoàn toàn mà bình thường nhưng mà nó lại có rất là nhiều những cái mới, thật sự mới. Hay quá. Bây giờ chúng ta có nhìn cái nhìn từ giáo viên, từ sinh viên, giảng viên sinh sống ở UK và cái nhìn từ phụ huynh. Vâng ạ, thì em cũng muốn thêm một chút. Bản thân em thì cũng đi du học khá từ sớm như Josie ở đây. Thì và cũng rất là nhiều phụ huynh, đến năm nay năm thứ 10 em làm về lĩnh vực du học, và cũng rất là nhiều phụ huynh thì có hỏi một câu là chị có lên cho con chị học sớm hay không. Không không phải là em làm cái nghề này mà mình tư vấn mọi người là lên hay không, đúng không ạ? Thì tất cả mọi thứ đó là cái sự trải nghiệm của bản thân, thì Đúng em rồi. cũng mình đã đạt được cái gì, và tất nhiên là em cũng nhìn được tất cả các lứa sinh viên của mình. Thì bản thân em thì em cảm nhận cái sự hay nhất, cái thứ mà cái năm đầu tiên em đi du học và về, bố mẹ cũng hỏi là thế con học được cái gì, con học được cái gì khi năm đầu tiên. Thì em học được cái một cái tính là em cảm thấy là đi thẳng vào vấn đề đấy. Thay vì ngày xưa khi mà làm một bài văn, em nhớ là em phải chép, khoảng cô giáo phải nói là phải chép 7 đến 10 trang thì mới đạt được cái điểm này, và cứ ngồi chép chép thì là chép văn mẫu chứ không phải là chép, mà nếu mà không làm được 7 đến 10 trang thì sẽ không đạt được cái điểm kia đó. Thì khi mà cái việc em chỉ nhớ là cái bài học đầu tiên của em khi nhưng mà em ra nước ngoài là đi thẳng vào vấn đề, có nghĩa là ví dụ em muốn viết thư cho cô giáo hay muốn viết thư cho ai thì em chỉ cần, thay vì là mình sẽ đi vào vấn đề là hỏi han sức khỏe thì mình sẽ hỏi luôn cái vấn đề xin chào, và mình đi thẳng vào vấn đề là mình muốn tìm, mình muốn khai thông tin của mình ở đâu, là mình thẳng thôi chứ mình không phải vòng vo. Đấy là cái đấy là em cũng rất là thích, là gần như là nó cũng gần như là nó là một cái tính cách mà mình cảm thấy rằng là tất cả các bạn đi du học sinh về các bạn ấy rất là thẳng. Hay nhiều người hỏi là thế có đáp ứng được môi trường hay không, thì em nghĩ là cái đấy là mình rất là thẳng, về mình được học những cái tính cách đó ngay từ từ những ngày đầu tiên rồi. Là cái thứ hai là em cảm thấy đó là cái sự trải nghiệm, tại vì như tôi thì em cũng có một thời gian ở nhà host, mình được ở trải nghiệm cái phong cách, cái văn hóa, và gần như là cái tình cảm của mình đối với mình có gần cân nhất, là mặc dù là chị bảo bây giờ cũng là đến năm thứ 16, năm thứ 16 em không ở, và nhưng mà tất cả những cái dịp dịp lễ rồi là mình hỏi thăm, hoặc là những cái đợt đấy gần như là họ luôn luôn họ coi mình như là một người con, và cái tình cảm này rất là sâu sắc, mà em nghĩ là mình như thế, nhưng có mình có thêm một người thân Đúng rồi. và đấy là cái mà em cảm nhận được, cái đó là cái sự trải nghiệm về cái kinh nghiệm. Và gần như là có rất là nhiều các anh chị sau khi đó thì em chuyển ra ngoài em ở với các anh chị, thì không hẳn là chỉ là không chỉ là ở cái vùng miền của mình các anh chị đến từ tất cả các tỉnh thành rồi là các nước, thì mình ở thì mình cũng hiểu sâu hơn về cái nền văn hóa. Và đấy, sau đó thì khi mà đi ra ngoài gần như là nhiều các bạn ở ở Việt Nam thì em thấy là nhiều sinh viên của em học thạc sĩ rồi nhưng mà gần như không quyết định được, không mất được decision, cái gì cũng phải hỏi bố mẹ hay là quyết định. Nhưng mà đối với bọn em 16 ấy, là mình phải tự quyết định rồi. Mình phải tự quyết định và mình đã trải nghiệm thì tất cả đối với cuộc sống này. Đối với em đến tận giờ thì có thể mình gặp những cái điều tốt cũng gặp rất là nhiều, và những cái trải nghiệm cảm thấy nó không hay cho lắm. Có thể gặp những người không tốt cũng rất là nhiều, nhưng mà đối với những người đấy thì mình cảm ơn, và những cái bài học đấy thì em cảm thấy là mình sẽ gần như là mình để rút kinh nghiệm cho cuộc sống tiếp theo. Thì những cái đấy là lên, và gần như là mình cảm thấy có cái sự độc lập, tiếp tục nói là đến một cái sự độc lập, nên là gần như bây giờ là cảm thấy rằng là gần như bất cứ rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào mình vẫn có thể sống được. Mình vẫn có thể sống được, mình vẫn có thể trải nghiệm được, vì gần như là khá là độc lập trong tất cả mọi phương diện về suy nghĩ, về kiến thức. Vâng ạ. Thứ ba, một vấn đề tiếp theo nữa là cái du lịch. Em thì sinh ra ở Điện Biên, là trong một cái xã cách thành phố Điện Biên gần 30 cây. Và thành phố thời em lúc em đi du học ấy, thì là em đi học trong lớp em thì có hai người Kinh thôi, còn đâu là toàn là người dân tộc cả. Toàn là người Thái, và nói tiếng thì lúc đấy mình cũng không tiếng lừng từng Kinh đó. Thì người ta gọi là tiếng dân tộc đấy, là một ngôn ngữ đấy. Tại vì các bạn nói tiếng Hơ Mông với Thái thì nhiều hơn là nói tiếng Kinh. Các bạn nói là mình gần như là ngôn ngữ đó, thì không bao giờ, trước khi em đi bố mẹ chưa, gần như là chỉ biết đến Hà Nội thôi chứ cũng chưa bao giờ tỉnh thành nào trước khi đi. Nhưng mà gần như là cái trải nghiệm khi được đi ra nước ngoài thì đến bây giờ là đi được 53 đất nước rồi, thì em cảm thấy rằng là nó gần như là không có một cái rào cản gì đối với mình muốn, mình nghĩ, mình suy nghĩ và mình nghĩ là mình làm được, không có một cái bất cứ cái rào cản gì ai gò bó mình cả. Thì đấy là một những cái em nghĩ là nếu mà em không đi du học thì em cũng không đạt được điều đó.
Và thêm vào nữa là cái khi mà cái câu hỏi, tại vì rất là nhiều học sinh của em thì em cảm thấy là khi mà đưa ra một cái câu hỏi thì các bạn ở thông tin thôi ạ, ngay cả những người ở đây thì em thấy là cái thông tin bình thường là mọi người phải verify cái thông tin này đúng không ạ, nhưng mà khi mà nguồn thông tin thì các bạn ấy không biết là ví dụ đưa một cái nguồn thông tin đọc một cái bài báo thì các bạn ấy sẽ biết được cái bài báo này nguồn nó đúng hay nó sai, nó đến từ đâu, chứ không phải một cái bài báo tiếng Anh mà nó sẽ là đúng, nó phải cái gốc cái bài báo này nó đâu, nó nguồn là ra là gì, có thể là đến từ đất nước nào và cái trang gốc những trang nào được verify thì hoặc là cái thông tin này có đúng hay không, thì tất cả thì bọn em đọc tất cả suy nghĩ là mình có thể lập luận nó đúng hay sai, mình tìm trong một tầm tích tắc là mình tìm ra được cái nguồn gốc và mình có tin được cái thông tin này hay không. Đó. Thì rất là nhiều các bạn mặc dù đi học thạc sĩ có và ngay cả đến có anh chị học tiến sĩ hoặc là ngay cả giảng viên đại học ở Việt Nam và ở các nước khác thì lại thì khi đưa cho một cái thông tin mà không thể thể verify được cái nguồn thông tin đó thì gần như là mình, tại vì nguồn thông tin bây giờ nó là cái hộ mạng internet đúng không ạ, nhưng mà mình phải đấy là năm em nghĩ là mình được đào tạo, mình được đào sâu trong cái tiếp thu tiếp theo là cái văn hóa, cái văn hóa của mỗi đất nước thì nó khác nhau đấy, nên là khi các em sinh mình ở, tại vì lắm lúc mà đi du lịch nếu mà 6 tháng hay 1 năm ấy thì em nghĩ là cũng rất là khó cảm nhận, nhưng mà mình ở đó thì gần như là cái văn hóa đấy mình cảm nhận được đúng không ạ, mình cảm nhận được Đúng là rồi, đúng rồi. nó là một phần nào đó trên trong con người của mình đó, thì đấy là cái mà em cảm thấy rằng là cái mà em rất đồng ý với Josie, đó là cái tư duy phản biện chính xác, Đúng. đấy là cái nó rất là hay, cái ý của Josie nó rất là hay, và cái đạt được em rất là happy, em rất là vui, đó là đối em cũng chỉ hay đùa các sinh viên của em thôi là chị đạt được cái gì đi du học nhiều nhất, em bảo là được ông chồng rất là funny, nhưng mà em nói thật là nhưng mà mẹ em cứ trêu là nếu mà không đi du học ở Việt Nam thì chắc là bây giờ lấy anh nào đây lấy 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 phải dân tộc nào trên 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 bản nào đây mẹ em có hay trêu, thì chắc là em nghĩ là mình cũng lấy là lý do, tại vì đối với con gái thì với ba chị em mình ở đây thì em nghĩ là chồng cũng là một cái tất nhiên là mình khá tự tin rồi, mình cũng không cần là phải phụ thuộc vào họ đúng không ạ, nhưng mà mình cũng may mắn hay không thì mình gặp thì gần như là mình có rất là nhiều lựa chọn, mình có rất là nhiều chọn, và cái trải nghiệm của mình thì mình có cảm nhận được là thực sự mình em nghĩ là mình sẽ chọn được, nếu mà coi như là lắm lúc mà thầy như thầy nói thì là ví là mình như một món hàng mình bán được có giá cao hay không đúng không ạ mình bán được cái cách bán của mình như thế nào, mình chọn lựa đối tượng ra sao, và tất nhiên là đầu tiên là ta phải có nhiều nếu những bạn nào muốn tôi xin ở đây thì đã có hay có nhá để chia sẻ, thì đầu tiên là khi mà kinh doanh thì khách hàng là mọi người cần rất là nhiều lead, lead thì mọi người sẽ thường là có từ rất là nhiều kênh multi-mô cách sinh, như kiểu như mình bây giờ đang làm ở 5 kênh thì các kênh mọi người về, thì lấy chồng nó cũng thế, thì đầu tiên phải tìm các nguồn khi đấy nó để về thì mình mới chọn lựa được, thì mình mới chọn lựa là thực sự phân loại ra là cái đối tượng nào là thực sự mình mong muốn, và mình gặp gỡ họ, mình làm các cuộc hẹn đúng không ạ, hẹn gặp mình họ gặp gỡ họ, và sau đó mình cảm thấy là họ xong tiếp được là họ thực sự có mình của mình hay không, và mình có những cái tiêu chuẩn mình trải nghiệm, nhưng mà bởi vì mình đi thì mình cũng em nghĩ là mình có cái giác quan, mình có cái giác quan là mình cảm nhận được là người người đấy có thực sự, tại vì mình sẽ tránh chọn chọn nhầm, để mình cũng chỉ muốn chọn một lần thôi, mình không muốn chọn lần hai hay lần ba, nên là mình sẽ đấy là những cái nên là chính với vậy em là cái em cũng chơi chồng nghe là quyết định tất cả các quyết định trong bao nhiêu năm rồi này, quyết định lấy chồng là quyết định đúng đắn nhất em cứ chơi các phụ huynh là đầu tiên là có nhiều lựa chọn, nếu mà các con gái có thể là các phụ huynh cứ yên tâm, để với các bạn du học sinh ở đây thì tất nhiên là các bạn ở Việt Nam cũng rất là tuyệt vời, mình cũng không thể là ấy, nhưng mà tự nhiên các bạn ở đây thì các bạn ấy cũng đã đi và các bạn ấy hiểu cái phong cách, nên gần như là cũng dễ sống hơn, dễ sống hơn, tại vì lắm lúc mà các bạn du học sinh đi du học về rồi và các bạn thì cũng chưa đi du học, thì khi em nghĩ là cái lần văn hóa lắm lúc nó hơi bị khác một chút, thì các bạn hơi khó thôi, chứ là bây giờ thì thầy cũng mở cửa, và đấy là những cái chia sẻ chia sẻ của em. Dạ vâng,
Thì em nghĩ cũng hơn 1 tiếng rồi. Cảm ơn cô giáo rất là nhiều. Cảm ơn chị Hà, mặc dù là bây giờ ở ở Úc mới đang rất là sáng, thì Naomi sẽ và các vị khách mời của mình sẽ làm mình sẽ có những cái buổi livestream sau, mọi người có đồng ý không ạ? Mình có những cái buổi livestream sau thì mọi người ở đây theo cái kênh em hôm nay là em mới khai trương cái phần mềm này, mới mua luôn nên là phải gọi Josie luôn. Mềm mới Thế lẽ hồi em nhớ là chị kêu thứ bảy, này. cái giờ em gọi em làm xong em lên lầu kêu nghĩ sao có tin nhắn này, có bao một cái xuống vô, không may là mọi người vẫn còn đang ở đây. Yêu quá. Thế là em vừa mua lúc em hình như em nhớ em mua lúc 3 giờ chiều, hay là em bảo là thôi làm thử một cái livestream luôn, thế là mời mọi người. Em nghĩ là mùa Covid này cũng mùa để mình có thể trao đổi được nhiều Thì hơn. nhưng mà làm thử thì làm thử, nhưng mà đoạn này là tất cả các khán giả vẫn đang nghe đấy nhé. Đó, mọi người có muốn là có cái topic gì hơn thì mọi người có thể comment, và mình sẽ mong muốn mà ở đây chị Hà và Lucy và Naomi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người. Và tiếp tục thì mọi người cũng biết là chị Hà ở Úc thì mọi người có muốn giao lưu kinh doanh hay tất cả cái gì thì có thể trong Facebook của Naomi có chị Hà, mọi người có thể nhắn tin cho chị Hà. Đấy. Còn là cô giáo giảng viên thì giảng viên với tiến sĩ thì thực chất là các em sẽ rất là cần cái sự tư vấn và cái trực tiếp từ 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 giáo viên đúng không ạ? Đấy, nên Đúng là rồi. thần trừ mà muốn tu học như học mong muốn cái phong cách học, tại vì không có ai có thể đưa cho cái trải nghiệm vừa là du học sinh vừa là một trong những học sinh rất là ưu tú của trường. Dạ vâng, để đưa ra những đấy thì có Facebook của cô Josie, mọi người có thể nhắn trực tiếp cho cô nếu mọi người mong muốn. Còn Naomi ở đây thì cũng mọi người có bất cứ câu hỏi gì thì chúng ta có thể trao đổi trong những topic lần sau. Vâng ạ, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc chị một buổi sáng tuyệt vời. Chúc em Hai ngủ. người chào Xin chị Hà, cảm ơn chào cả chị nhà. nhé. Vâng ạ, em cảm ơn mọi người. Bye bye, cảm ơn mọi người. Bye.